Với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó, từ sáng 1 tháng 11, người dân và lực lượng chức năng huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nước lũ đã và đang rút để dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo Trung tâm Y tế huyện Hương Khê, mưa lũ đã làm hơn 4.000 nhà dân và hơn 4.600 giếng nước sinh hoạt cùng hàng chục ngàn chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh bị ngập. Đặc biệt, sau mưa lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao, nhất là các dịch bệnh đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh ngoài da. Để chủ động ứng phó, phòng chống dịch bệnh, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh đã trực tiếp đến huyện Hương Khê kiểm tra, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Hương Khê phối hợp các cơ quan liên quan xử lý môi trường, hỗ trợ người dân xử lý chuồng trại, nước sinh hoạt ngay sau khi nước rút. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh đã cấp bổ sung 350 kg chloramin B và 55.000 viên khử khuẩn làm sạch nước Aquatap cho huyện Hương Khê.